Mới đây, đơn vị tổ chức concert Blackpink đã chính thức mở bán vé. Và đúng như dự đoán, việc sở hữu một tấm vé với số lượng người mua đông đảo của nhóm nhạc này là việc không hề dễ dàng. Nhiều fan hâm mộ vì không đạt được vé xem ca nhạc nên đã phải tìm mua vé nhượng lại. Và cũng từ đây mà hàng loạt các tài khoản cá nhân đặt vé thành công đã đăng tải thông tin bán lại vé với giá cao nhằm thu lợi. Bên mình chỉ có lại 2 vé VIP standing nên là giá sẽ là 8 triệu một vé. Bạn lấy cả 2 thì mình sẽ lấy với bạn là 35 triệu thôi. Ôi bạn ơi, bây giờ giá như thế này là rẻ nhất rồi ạ. Mấy cái chỗ khác như giá rẻ hơn là từ chỗ người ta toàn người đảo ấy bạn ơi. Bạn sẽ có thấy là lúc mà bạn vé có phải ai cũng săn được vé để mua đâu. Tầm này có vé bát lại không phải ai cũng có đâu mà. Bạn lấy một vé, bạn chuyển khoản trước cho mình là 50% sẽ có giá là 9 triệu. Sau khi số lượng vé được bán hết, trên khắp các hội nhóm, diễn đàn xuất hiện rất nhiều bài đăng nhượng lại vé với những lý do như không có nhu cầu, mua nhầm ngày, mua nhầm hàng, mua thừa vé. Đặc biệt, những trường hợp này thường để mức giá bán vé lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Chưa biết liệu có mua được vé ưng ý hay không, nhưng nhiều người sẽ phải đối mặt với khả năng dính bẫy lừa đảo khi một mã code có thể bán cho nhiều người. Vì tin tưởng người quen nên mình đã đặt cọc tiền nhằm mua vé mà không nghi ngờ gì cả. Bên họ nói sau khi kết thúc giờ bán vé sẽ gửi lại thông tin vé cho mình luôn. Nhưng sau khi số lượng vé bán ra đã hết thì vẫn không thấy ai gửi thông tin gì cho mình cả. Lúc đó thì mình mới nhận ra là mình đã bị lừa. Việc nhóm nhạc thần tượng của mình về Việt Nam biểu diễn là một dịp rất là hiếm, nên là mình sẽ cố gắng để mua lại vé bát một lần nữa. Mình cũng cảm thấy khá đắn đo và lo lắng vì không biết là họ có bán thật hay là lừa đảo và liệu mình có bị lừa thêm một lần nữa. Mình khá là lo lắng khi mà vé mã code online chứ không phải là giá vé cứng. Và liệu cái mã code đấy có phải là bán cho một mình hay là có nhiều người cũng đang sở hữu nó. Và nếu như vậy thì khả năng nguy cơ bị lừa rất là cao. Việc chỉ phát hành vé online có mã code trong concert Blackpink sẽ mang lại nhiều rủi ro cho người hâm mộ. Bởi một mã code sẽ chỉ quét được một lần, nên việc kẻ gian bán và phát tán mã code cho nhiều người là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, các fan hâm mộ cần cẩn trọng cho việc mua vé nhượng lại. Trong trường hợp bắt buộc cần mua qua tay, hãy cẩn thận yêu cầu giao dịch trực tiếp và khi được vào sân mới thanh toán, tránh trường hợp tiền mất tật mang.